Chào mừng anh em đến với Man City Homies. Chúc anh em một buổi sáng tốt lành. Man City Homies sẽ mang đến cho anh em những tin tức nhanh nhất từ những nguồn tin đáng tin cậy nhất về The Citizen. Đừng quên đăng ký và ấn rung chuông để không bỏ lỡ những sản phẩm mới nhất của chúng tôi. Và chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Sao mai Oscar Bob khích lệ toàn đội City quên đi trận thua Hoover và cùng nhau hướng về phía trước. Oscar Bob đã nói với các đồng đội ở Manchester City rằng mùa giải này vẫn còn rất nhiều trận phía trước và vì vậy họ không thể tiếc nuối cho bản thân sau thất bại trước Hoover. Bob vào sân từ băng ghế dự bị trong trận thua tại Molineux, trong khi Man City vừa trải qua một tuần tồi tệ. Cầu thủ trẻ người Na Uy đã có một màn trình diễn nhận được rất nhiều lời khen từ giới chuyên môn. Nói chuyện với đội ngũ truyền thông nội bộ của Man City vào hôm qua, Bob thừa nhận rằng có sự thất vọng trong phòng thay đồ sân khách sau trận thua. Tuy nhiên, khi mùa giải vẫn còn ở giai đoạn đầu, cầu thủ chạy cánh này muốn tất cả mọi người gác lại trận thua để tập trung cho trận tới gặp Leipzig và Arsenal. Bob nói, đó là một trận đấu khó khăn trước một đối thủ giỏi. Đúng là tất cả chúng tôi đều thất vọng, đáng lẽ chúng tôi phải làm được nhiều hơn thế. Tôi không nghĩ trận đấu đó chúng tôi đã tạo ra được một số cơ hội tốt, nhưng không tận dụng được. Cảm giác thua trận thật sự bực bội. Việc thủng lưới một lần nữa sau bàn gỡ hòa của Alvarez khiến tinh thần của chúng tôi có phần sa sút. Chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm bàn thắng nhưng không đạt được, nhưng thua thì cũng thua rồi. Tiếp theo City là những trận đấu quan trọng, có Leipzig và sau đó là Arsenal. Đó không phải là một cảm giác tuyệt vời vào lúc này, nhưng tôi muốn cố gắng nhiều hơn nữa. Chúng tôi đã chơi hơn chục trận mùa này rồi, có thể phía trước là 50 trận nữa. Chiến thắng mang lại niềm hạnh phúc, nhưng thất bại cho chúng tôi nhiều bài học hơn. Giờ là lúc chúng tôi phải tập trung nhìn về phía trước. Tỷ lệ vô địch của Man City giảm 7% sau trận thua Hoover theo siêu máy tính Opta. Trong trận thua Hoover, Man City chúng ta đã có 23 pha dứt điểm của môn, nhưng tổng số bàn thắng kỳ vọng của The Citizen theo Opta là 0,87. Sự thiếu ý tưởng trong việc đưa bóng vào vòng 16m50 Hoover là rất dễ nhận thấy. Điều đáng quan ngại là ở chỗ thất bại tại Molineux cũng là trận thứ 4 trong 5 trận gần nhất. Man City bị đối thủ mở tỷ số trước và cũng là trận thứ 6 trong 7 lần liên tiếp Pep team không giữ sạch lưới. Thua Newcastle 0-1, thua Hoover 1-2 là lần thứ 2 trong năm 2023 chúng ta chịu 2 thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường. Trước đó là vào tháng Giêng, 2 trận thua liền Southampton Carabao Cup và Manchester United tại Premier League. Theo phân tích của siêu máy tính Opta, trận thua Hoover cũng khiến khả năng vô địch ngoại hạng Anh mùa này của Man City giảm sút từ 88,8% sau vòng 6 xuống 81,5%. Tuy nhiên, 81,5 vẫn là con số cao nhất giải đấu, bỏ xa Liverpool 10,3 hay Arsenal 6,9. Tottenham dù đang thể hiện rất ấn tượng và cũng chỉ kém The Citizen 1 điểm, nhưng máy tính Opta không đánh giá cao khả năng lên ngôi Premier League của gà trống. Tỷ lệ vô địch của Tottenham chỉ là 0,8% mà thôi. Sao City sẽ ăn giải cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9 của câu lạc bộ. Julian Alvarez, Kyle Walker và Ederson là 3 cái tên được đề cử cho giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9 của câu lạc bộ chúng ta. Trong tháng 9 đá 6 trận, thắng 4 trận đầu tiên, 5-1 Fulham, 3-1 West Ham, 3-1 sao đỏ Belgrade, 2-0 Nottingham và thua 2 trận sau, 0-1 Newcastle và 1-2 Hoover. Trong tháng 9, Walker đá chính và đá trọn vẹn 90 phút 5 trận, trừ thất bại tại Carabao Cup trước Newcastle. Anh tiếp tục thể hiện phong độ ổn định ở tuổi 33. Đây cũng là tháng đánh dấu Walker ra sân với tư cách là thủ quân chính thức của The Citizen. Giống như Walker, Ederson cũng đá trọn vẹn 90 phút ở 5 trên 6 trận trong tháng này. Trừ trận Carabao Cup với Newcastle, anh được cho nghỉ. Hai màn trình diễn đáng chú ý nhất của Ederson tháng 9 là trước West Ham và Nottingham. Ederson thể hiện xuất sắc trong chiến thắng 3-1 của chúng ta trước West Ham, thực hiện 2 pha cản phá quan trọng trước các cú dứt điểm của Michail Antonio và Kurt Zouma khi tỷ số đang hòa 1-1. Sơn Gấu cũng thể hiện sự tập trung và xuất sắc toàn diện trong thế trận 10 đấu 11 của City trong hiệp 2 trận thắng Nottingham với liên tiếp các pha xử lý chắc chắn và chất lượng. Còn với Julian Alvarez, cậu là một trong số rất ít những cầu thủ City đá chính cả 6 trận của tháng 9. Và đây cũng là tháng chứng kiến sự bùng nổ ấn tượng của tiền đạo người Argentina với 3 bàn thắng, 2 pha kiến tạo cùng việc tạo ra một quả phạt đền cho đồng đội Erling Haaland ghi bàn. 2 trong số 3 bàn của Alvarez trong tháng này đến từ đá phạt hàng rào. Giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất tháng được quyết định bởi fan thông qua bầu chọn trên website và các nền tảng mạng xã hội chính thức của câu lạc bộ. Còn theo quan điểm của Man City Homies chúng tôi, Alvarez là người xứng đáng ăn giải này nhất. Tình hình nhân sự Man City trước trận đấu với Leipzig ở vòng bảng Champions League. Lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League của Man City sẽ là chuyến làm khách tại Leipzig. Đội cũng đã thắng 3-1 ở trận ra quân. Đây chính là đối thủ khó nhất của The Citizen ở bảng đấu C1 mùa này. Ngoài Kevin De Bruyne chắc chắn vắng mặt đến hết năm, danh sách chấn thương của Man City vẫn còn đó John Stones, người vẫn chưa thể tập luyện chung với đội. Vấn đề cơ đùi của Bernardo Silva đang có tiến triển tốt và trong buổi tập sáng thứ 2 anh đã tập luyện trở lại. Nhưng khả năng cao tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn chưa sẵn sàng trở lại trong trận đấu diễn ra vào 2 giờ sáng thứ 5 tới. Tất nhiên đây là trận đấu mà Rodri chắc chắn sẽ đá chính vì anh bị treo giò ở đấu trường quốc nội chứ không phải Champions League. Mùa trước chúng ta gặp Leipzig ở vòng 1/8 Cúp C1. hòa 1-1 sân khách lượt đi và thắng 7-0 lượt về tại Etihad. Người ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Leipzig ở lượt đi chính là hậu vệ Josko Gvardiol, giờ đang thuộc biên chế của The Citizen. Cuối tuần trước, Nunes đã bị thay ra sau hiệp 1 trong trận đấu với đội bóng cũ Hoover, và 2 ngày nữa Gvardiol sẽ vào hoàn cảnh tương tự Nunes khi chạm trán Leipzig tại sân bóng mà anh đã từng có thời gian gắn bó, Red Bull Arena. Hy vọng Man City và Gvardiol sẽ chân cứng đá mềm để vượt qua thử thách này. Huyền thoại Man City, Francis Lee qua đời tuổi 79. Hôm qua, cựu tiền đạo đội tuyển Anh và Manchester City, Francis Lee đã qua đời ở tuổi 79 sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư. Lee đã giành được 2 chiếc vô địch giải hạng nhất cũ, ghi hơn 200 bàn trong sự nghiệp và khoác áo tuyển Anh 27 lần. Lee bắt đầu sự nghiệp của mình tại Bolton, ghi 92 bàn sau 182 trận trước khi chuyển đến City với mức giá kỷ lục của câu lạc bộ lúc bấy giờ là 60.000 bảng. Ông giúp câu lạc bộ của chúng ta giành chức vô địch hạng nhất năm 1968 cũng như FA Cup năm 1969 và European Cup Winner năm 1970. Ông cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho City trong 5 mùa giải liên tiếp từ 1969, 1970 đến 1973, 1974. Giành giải cầu thủ xuất sắc nhất của câu lạc bộ vào năm 1970 và giải thưởng chiếc giày vàng năm 1971. Ông trở thành chủ tịch của Man City vào năm 1994 nhưng từ chức 4 năm sau đó khi câu lạc bộ đang trên bờ vực xuống hạng 3 của bóng đá Anh. Năm 2016, Lee được phong chức CBE vì hoạt động từ thiện và đóng góp cho bóng đá của ông. Tuyên bố chính thức của câu lạc bộ Man City viết: Franny đã qua đời vào đầu giờ sáng nay, ngày 2 tháng 10, sau một thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư. Mọi người ở Manchester City xin gửi lời chia buồn tới gia đình của Francis vào thời điểm vô cùng khó khăn này. Để thể hiện sự tôn trọng, những lá cờ xung quanh sân vận động Etihad và Học viện bóng đá thành phố sẽ treo rủ. Và đó cũng là tin tức cuối cùng trong video hôm nay. Cảm ơn anh em đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại.